Xin chào anh chị em đang theo dõi trang fanpage Nguyễn Xuân Tùng à, Thì hồi sáng nay Tùng có đọc được một cái bình luận của chị Trần Oanh Chị Trần Oanh nói là thầy ơi cho hỏi nhịp 24, nhịp 68 hay là số 4 và số 8 có ý nghĩa gì ạ? À? Chị mới tập đàn mà nghe chưa có hiểu thì Tùng có có bình luận lại, có nhắn tin có trả lời nè, để hôm nào Tùng làm video hướng dẫn chủ đề này nha chị. Tự viết bằng chữ thì nó không diễn đạt được. Thì sẵn sáng, sáng nay thì Tùng đang uh, dạy online thì uh, tranh thủ lúc mà thời gian uh, học viên online uh, chưa có vào lớp thì uh, Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị em luôn cho chị Oanh và cũng như anh chị em nào đang tham uh, tìm hiểu về cái uh, nhạc lý thì để hiểu rõ hơn. À giờ ý nghĩa của nhịp 24, nhịp 68 và nhịp uh, cái số 4 và số 8 ha, rồi bây giờ anh chị em đợi thùng xíu thì thùng sẽ mở cái cái phần mềm lên à, để cho hướng dẫn anh chị em cho nó dễ. Uhm. Đây. đây là phần mềm mà viết nhạc thôi chứ không có gì hết. đây là guitar pro. thì phần mềm viết nhạc thì cũng có nhiều cái cái phần mềm à, tùy theo mình quen cái nào thì mình sử dụng cái đó thôi còn thì tùng thì hay viết tab guitar cho anh chị em hay tập á, cho nên là tùng sử dụng guitar pro để viết tab cho nó nhanh. À, guitar pro thì người ừ. ta chuyên nó chuyên về viết tab guitar, nghĩa là nó viết được nhiều thứ luôn, chứ không phải là tab không nhưng mà đối với guitar tab thì nó làm rất là nhanh. rồi thì tùng phóng lớn lên ha. rồi anh chị em thấy nè, à, bây giờ là thì tùng sẽ mở lại nhịp 24 à. rồi là nhịp 24 rồi qua wow, nhịp này thì để nhịp à, uh, 34 à, uh, rồi qua wow, nhịp này thì tùng để chữ à, uh, uh, 44 đi ha rồi thì ở cái 44 này thì nó có một cái hiệu là chữ C đó rồi anh chị em nhìn nè thì cái nhịp mà có cái số à, uh, 4 ở dưới nè cái số 4 ở dưới thì nốt đen sẽ làm chuẩn nốt đen sẽ làm chuẩn nha thì ví dụ nhịp 24 thì là cái số 2 trên là có hai phách trong một ô nhịp à, còn cái số 4 ở dưới thì nó nói cho mình biết là cái giá trị của mỗi phách là bằng một nốt đen từng ví dụ đây là nốt đen nè à, để nốt la đi ha là thì mình để được hai nốt đen là hai nốt la đó bây hai nốt la nếu như mà mình để cái chỗ này thành cái nút uh, khác đi nha không phải nút uh, nút đen đi thì nó báo lỗi nè đó nó báo màu đỏ thế là sai đó rồi ví dụ như chỗ này tùng để thành nút trắng nè nút trắng nó trắng thì bằng hai nút đen đó rồi uh, cộng thêm nút đen nó đen thành ba phát nè thì khi bấm vào chỗ này bấm vào nhịp mới thì thì cái máy nó sẽ báo màu đỏ là bị sai đó thấy chưa? không có đúng bị sai thì chỗ này chỉ có hai nút đen thôi đây hai nút đen là hai phát có nghĩa là số 4 nó quyết định cho mình biết là giá trị mỗi nút nhạc sẽ bằng một nốt đen nha, giá trị mỗi phách bằng nốt đen, đừng nhầm. Rồi để tùng mở này nó to lên cho nên em dễ nhìn, cho cái nốt nó bự lên. Nữa. Đó, thấy chưa? Rồi, thì qua bên này à nhịp 3 4 nè, nhịp 3 4 thì trong một ô nhịp sẽ có 3 phách. 3 phách, mỗi phách có giá trị bằng một nốt đen. cái thấy số 4 ở dưới là giá trị bằng một nốt đen, một nốt, hai nốt, ba nốt nè. Đó, 3 phách thì mỗi phách bằng một nốt đen. Rồi, ở nhịp 4 4 thì là 4 phách một nè hai nè ba nè bốn nè thấy chưa mỗi phát một nốt đen nhưng mà nếu ví dụ như mình không ghi uh, nốt uh, đen đi mà ghi nút trắng thì cái chỗ này nè là là nút trắng nè nút trắng rồi chỗ này tắt đi bỏ này đi đó thì nó vẫn là bốn phát nha bốn phát mỗi phát bằng một nốt đen còn cái nhịp mà có số 8 thì sao nhịp có số 8 thì lúc này cái nốt đen nó không làm chuẩn nữa mà nốt móc đơn sẽ làm chuẩn ví dụ nhịp sáu tám đây sáu tám có cái số 8 ở dưới thì nha lúc này nốt đen không làm chuẩn mà là nốt móc đơn nốt móc đơn làm chuẩn ví dụ nhịp 68 số 8 số 6 ở trên là cho mình biết là trong ô nhịp có 6 phách trong nhiều có 6 phách còn số 8 á, là cho mình biết là mỗi phách nó bằng một nốt móc đơn đây đừng đi tùng để nốt la đi ha một nốt nè hai nốt nè ba nốt nè bốn nè năm nè sáu nè đó nó có sáu nốt nếu mình viết cái dụ nốt uh, nốt đen đi thì mình viết được mấy nốt đen lúc này một nốt đen bằng hai nốt móc đơn đúng không một nốt đen bằng hai nốt móc đơn ở đây nó có sáu nốt móc đơn thì mình viết là thành được là ba nốt ba nốt đen đó viết vậy cũng được nhưng mà viết vậy thì về nguyên tắc chép nhạc á thì nó gọi là viết sai sai chính tả sai chính tả là sao có nghĩa là về ý nghĩa là đúng nha về ý nghĩa là đúng nhưng mà viết vậy thì nó bị bị sai đi tại vì À, người ta sẽ gom như nè ba nốt này nè đó một phát rưỡi là một cụm nè một phát rưỡi là một cụm nè đó thấy chưa à, nếu mà người ta muốn viết như thế này thì người ta tách ra thì nói tùng nói sơ sơ thôi nha cái từ như này nó nói chuyên về viết, viết nhạc à. ví dụ như ta muốn viết theo ba nốt cái kiểu này thì người ta không viết cái kiểu ba nốt đen vậy mà người ta viết vậy đây xong qua đây là một nốt một đơn nè đó rồi nó nối qua đây đó thì nó lên qua đây nó đen biết vậy đó <laughs> ba cái này, hai cái này là một một vế nè hai cái này là một vế ừ, thường người ta biết vậy rồi thì bây giờ uh, qua ví dụ tiếp theo ví dụ như là nhịp uh, nhịp mà uh, có số uh, 8 dưới thì nhịp 12 8 đi à, nhịp mấy mấy 8 cũng được nha tùy tùy theo mình thôi ví dụ như là trong bài chỉ có hỏi là nhịp 48 48 thì có bốn phát thôi đó biết vậy kịch đó, 48 thì nó có bốn phát trong một ô nhịp mỗi phát bằng một nốt móc đơn 1 nè 2 nè 3 nè 4 nè đó, nó qua khác thấy chưa tự qua khác còn nếu mình làm bị thiếu nè 1 nè 2 à, nè à, đây thiếu nó đi qua mới là nó báo đỏ liền đó hoặc là mình viết kiểu này à, dày 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 xong rồi đây nó trắng đi là nó báo đỏ luôn nè đó là bị sai đó nhớ là à, bây giờ tổng kết lại nha tổng kết lại thì cái ô nhịp nào mà anh chị em thấy mà à có số 4 ở dưới thì là nốt đen làm chuẩn. Cái nhịp nào mà có số 8 ở dưới là nốt móc đơn làm chuẩn. Còn cái số nằm phía trên đó nó là số phách trong một ô nhịp thôi. Số phách trong một ô nhịp ví dụ số đó là số 2 thì nó có 2 phách trong một ô nhịp, số 3 là có 3 phách trong một ô nhịp, số 4 là có 4 phách trong một ô nhịp. Sau này chúng ta sẽ gặp những cái nhịp lẻ nữa, nhịp 5 chẳng hạn là nó có 5 phách, nhịp 7 nó có 7 phách trong một ô nhịp. Đó nó có rất là nhiều dịp lẻ còn mình thường thường mình đang học là những cái nhịp chẳng thôi à, thì đây là cái uh, sự chia sẻ của Tùng về kiến thức nhạc lý cho anh chị em hiểu còn để mà rõ hơn anh chị em xem video của tuần uh, mà các bài nhạc lý từ bài số 1 trở đi xem từ 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 nha từ vì nó có một cái uh, giống như là có sự liên kết với nhau xong bài 1 thì mới qua bài 2 rồi nó 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 xếp tăng dần về độ khó lên à, thì anh em sẽ hiểu rõ nhiều hơn nữa còn ở đây là đồng chỉ giải thích về cái chủ đề này thôi nha anh chị em giải thích về cái chủ đề nhịp 24 nhịp 44 vậy thôi à, anh chị em nào muốn tìm hiểu kỹ hơn thì nhớ là theo dõi cái chuỗi series các bài giảng về nhạc lý của tổng tư bài 1 à, nó không có khó đâu vấn đề là chúng ta học như thế nào thôi chúng ta học có cái lộ trình học hay không có từng bước học hay không nhưng nếu chúng ta học mà lan man quá thì chúng ta rất là khó khăn. còn nếu này tôi thấy là à, học theo cái lộ trình thì tôi hướng dẫn thì thực sự nó không có khó đâu. tại vì nhiều anh em học rồi một ngày chúng ta dành thời gian khoảng à, khoảng nửa tiếng, thôi, hai mươi phút nửa tiếng thôi, học khoảng chừng một hai tháng gì đó, cái ngày bài ngày bài nha hoặc là hai ngày bài thì chúng ta hiểu rõ, rõ lắm. khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta tập đàn rất là nhanh. chúng ta à, lên trên mạng chúng ta xem những video clip các thầy cô hướng dẫn chúng ta hiểu được thầy cô đang nói cái gì rồi sau đó chúng ta luyện thôi. còn nhiều khi chúng ta không có những kiến thức về nhạc lý thì anh chị em là hiểu rất là khó, rất là khó khăn trong cái việc mà mà tiếp nhận một cái thông tin mới từ chúng ta đang giao tiếp với nhau bằng cái ngôn ngữ là âm nhạc mà cái nốt nhạc đó thì nếu mà chúng ta biết thì chúng ta à, học nó sẽ dễ hơn. thì tùng khuyên khích khuyến khích anh chị em là à, nên học. rồi trong quá trình học thì nếu gặp vấn đề gì chưa có rõ chưa có hiểu thì anh chị em cứ để là bình luận bên dưới giống như chị này nè, cái hỏi tùng rồi tùng sẽ sắp xếp à nếu mà tùy dùng sắp xếp được thì tụng sẽ trả lời sẽ hỗ trợ cho anh chị em trong cái khả năng của tụng thôi rồi thì tụng xin uh, chào anh chị em à, xin hẹn gặp lại anh chị em ha